dân chẳng có bao giờ già. Đường dài mong manh chỉ còn để hơi vang vang. Để sau bàn chân gông xiềng của thời xa xôi, đôi bước ta từ xa theo những chiếc kêu làm quan. Ta mua chiếc kêu vang đầy cho bạn mọi người. Dù người một đời là con của người không chơi, dù người xa vời đủ người có lòng hơn rồi. Đôi khi ta chẳng đối cũng xiềng và mặt nhân ta. Những sóng nói lừa anh, những bao
Còn vững sợi dây
Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay?
心慌然来，空叫对苏城的爱，定有归恨来，人到来那就牛人开，心慌然而老，眼如对江山都怀伤，心慌然而老，少忙对放纵来人对，人到门而老，少担心浪费在桌头，多疼人bàn tay nào nhiều máu đồng bào, tôi không thể nào quên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng, dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên biển đua hối, tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người.Ở đâu khi thế giới đã không còn Việt Nam, sao bắn tôi làm điều gì sai, xin hỏi anh là ai, sao đánh tôi chẳng một chút nương tay, xin hỏi anh là ai, không cho tôi xuống đường để tỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã chịu nhiều đắng cay, xin hỏi anh ở đâu ngăn bước tôiTrong giặc đầu ngoài, xin hỏi anh ở đâu? Sao mắng tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang tay làm tay sai cho thầu? Để ngàn sâu khi dấu, bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào? Tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng.Dân tộc tôi sắp phải đóng chìm một ngàn năm hay chiến biển đua hối, tôi không thể ngồi yên về đời sau cháu con tôi làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới đã không còn Việt Nam, tôi không thể ngồi yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêngDân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay trên biển tâm tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người, cội nguồn ở đâu khi thế giới sẽ không còn Việt
còn chi ngoài con tim hết.
Thắng xin trình bày bản nhạc Người Đi. Và tuy là những người đã hy sinh cho chúng ta đã không còn nữa, nhưng các anh hùng ấy vẫn còn sống trong tim của chúng ta. Anh sẽ muốn bừng xanh, băng mình.
mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi, xin anh trở về. Chính nhân ơi, khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ, thương thương anh tròn với bài hợp ca Chiến sĩ ca. Xin mời tất cả. Đêm vắng ngàn tiếng đồng hồ vang lừng.
diệt quân Nguyên, quân nhân tay thay đi bay, máu xương rơi theo hồ đường mình đã từng đi đâu. Nhìn trong hơi gió hoang vắng quân nhân đứng thề, để cùng diệt tan dấu ma tàn của quân vùng lên. Nơi đây là nước đang biết bao đất anh linh, em đang thấy thành cô con đèn núi sông ở nhà, đang vẫn thấy thành cô con đèn núi sông ở nhà, đang vẫn thấy thành cô con đèn núi sông ở nhà. Vâng, thưa quý vị, Thu Xuân xin được một lần nữa trở lại với quý vị qua một ca khúc mà Thu Xuân xin được có đôi lời để chia sẻ với quý vị qua ca khúc mà Thu Xuân sắp sửa trình bày với quý vị. Thưa quý vị, có thể nói vào những thập niên 80, chúng ta có rất nhiều những anh hùng. Họ là những thiên thần trong bóng tối, họ là những người ra đi như những người kinh kha. Nhưng kinh kha đi sẽ không bao giờ trở lại, họ biết điều đó nhưng họ vẫn đi. Và thưa quý vị, hình ảnh của anh Trần Văn Bá cũng là một kinh kha, anh đi và không bao giờ anh trở lại. Thưa quý vị, những thiên thần trong bóng tối cũng như nữ thi sĩ Mỹ Thanh lúc nãy qua nhạc phẩm Những Vì Sao Rơi mà chị Tố Lan đã chia sẻ với quý vị, có nghĩa họ chỉ trở thành bất tử khi họ không còn. Thưa quý vị, sau năm 1975, tất cả những gì diễn tiến xảy ra cho quê hương Việt Nam chúng ta thì hầu như tất cả quý vị có mặt ở nơi đây, quý vị đều biết và cảm nhận được tất cả. Và trong cái dòng chảy của dân tộc đó, trong cái nỗi đau của dân tộc đó, trong cái giai đoạn dân tộc đó, thì thưa quý vị, chúng ta cũng có rất nhiều những người, những thiên thần ở trong bóng tối và họ đang đấu tranh. Có những người họ đã phải sống nhiều năm trong lao tù cộng sản, nhưng chúng ta còn rất nhiều những thiên thần trong bóng tối mà như nữ thi sĩ Mỹ Thanh đã nói là họ chỉ có thể trở thành bất tử khi họ không còn. Thưa quý vị, nhạc phẩm Thiên Thần Trong Bóng Tối do nhạc sĩ Trúc Hồ sáng tác, bài hát này tôi xin được chia sẻ với quý vị trong ngày hôm nay. Bye.
Bye.
Thank you.
tiếng reo hò kia lẻ loi tiếng rung anh nhiệm màu. Ôi tiếng rung sau cùng đó anh còn nghe tầm đàn đi không mơ. Thank you.
sĩ Phương Hạnh sẽ trở lại với quý vị. Phương Hạnh xin quý vị thưởng thức bài Vùng Trời Ngày Đó. Quê hương vẫn còn, chúng ta vẫn còn, thì sẽ có một ngày chúng ta sẽ trở về quê ta.
hồng hoang trao về đó khi mình còn nhau. Một đời dọc ngang tạo chiến công trên mọi miền, từng vùng giặc sang từng chiến khu anh tồn tại, tàu hay thép gầm tung gió bay trên lưng chiến hoàng vui đó đây. Dương gia Trường Sơn giặc đến gieo bao muộn phiền, những vùng chỉ thiên vùng lửa sôi anh hào hùng, tàu anh thắp gầm trong gió này bay trong phi đạo anh mới thấy. Anh thấy không, tình người là trăm gian ngàn dối, thì đây bạn anh đó chết quên trong ngục tù, còn không gian còn tổ quốc chúng ta vẫn còn tìm lại nhau, ta về đó xây lại được nó. Còn không gian, còn tổ quốc chúng ta vẫn còn, tìm lại nhau, ta về đó xây lại nước nó. Trong chương trình thì hôm nay tôi cố tôi hát một bài gì, nhưng mà trước khi hát thì tôi muốn ngày hôm nay có một vài lời chân thành cảm phục những anh em trong phong trào Trần Văn Bá và những người cựu tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris đã có sáng kiến rất là hay để làm cái giải thưởng tinh thần Trần Văn Bá. Năm nay là năm đầu tiên và tôi hy vọng là ít nhất sẽ có nhiều năm nữa. Và là mình có giải phóng đất nước, lật đổ Đảng Cộng sản, mình sẽ tiếp tục giải Trần Văn Bá. Cảm ơn quý vị. Năm 1975, ngày 30 tháng 4 chúng ta mất nước. Thì ngày 7 Tây tháng 5 năm 1975, có một số anh em đã đi qua Đàm Sát để họp cái buổi họp đầu tiên của Đại hội Sinh viên Việt Nam tại Âu Châu, cái đại hội đầu tiên một tuần sau ngày mất nước. Tôi kể cái chuyện đó rất là bởi vì đồng chí Bá lúc bây giờ điện thoại qua, lúc đó điện thoại khó lắm nhé, chỉ có những người nào ở cư xá sinh viên mới có cái điện thoại của cư xá đó, chứ không phải ai cũng có điện thoại hết. Thì đồng chí Bá có điện thoại qua và đồng chí Bá xin lỗi không có đi được, bởi vì phải đang tái tổ chức tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris. Và sau đó cái đại hội thứ nhì đó thì tổ chức tại Liège, thì đồng chí Tài có mặt, đồng chí Hài đâu rồi tôi không nhớ, còn ai có mặt trong phòng này có mặt ngày hôm đó. Thì đó là cái đại hội sinh viên Việt Nam tại Âu Châu, rồi sau đó nó đã đổi thành đại hội Việt Nam Âu Châu. Và đó là cái tổ chức liên quốc gia duy nhất trên quả địa cầu này mà có mặt từ ngày 30 tháng 4 75. Và đồng chí Bá là một trong những người đã từng đóng góp rất là nhiều trong cái việc tổ chức cái đại hội đó. Thì ngày hôm nay tôi xin trình bày một bài của anh Phan Văn Hưng, tổng hội sinh viên Việt Nam tại Paris. 30 tháng 4, 75 mất nước thì tôi nghĩ và bắt đầu vào tháng 7, tháng 8 gì đó. Thì trên quả đất này có hai nơi sáng tác một số bài đấu tranh. Đó là Tổng hội sinh viên 15 tại Paris và Nhân bản dân tộc văn nghệ đoàn tại Liège. Nhưng mà tôi là người từ Liège đến tôi trong Nhân bản dân tộc văn nghệ đoàn, thì tôi muốn hát một bài của Tổng hội Paris
là bài Ai Về Xứ Việt. Xin anh dạo thế nhé, tại vì tôi biết cái bài đây có gì. Cái bài Anh Tôi này đó, mình hát một lần nữa
mỗi năm để mà nhớ lại đến anh và cho anh biết rằng anh vẫn nằm trong tim của mọi người. Cho tôi quý vị. Lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên.